ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng. Ơn trên, người dùng cái từ ngữ ơn trên nhiều khi cũng chỉ là một cách để khỏi phải xác định cái đối tượng. Nhưng mà ăn cơm trời quý vị, uống nước trời, hít thở không khí của trời cung cấp, trăm sự nhờ trời mà, sướng khổ kêu trời mà. Mà nếu không bày tỏ lòng biết ơn với trời, không thờ trời, là mắc tội vô ơn bội nghĩa với trời vậy. Nhìn lá vàng rơi rụng giữa mùa thu, thiên nhân đã ví sánh việc đếm phước hạnh của Thiên Chúa ban cho giống như việc đếm lá rừng. Là vật thọ tạ của Chúa, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa mỗi ngày, vì mỗi ngày Chúa bày tỏ lòng thương xót của Ngài một cách mới mẻ, và bày tỏ lòng thành tín vô hạn của Ngài đối với chúng ta. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Chúa là lớn lắm. Để tất cả được cơ hội cùng dâng lên Thiên Chúa lòng biết ơn, lễ tạ ơn, Thanksgiving, đã được thiết lập và trở thành một lễ chính thức trên toàn quốc Hoa Kỳ vào ngày thứ năm của tuần lễ thứ tư trong tháng 11 hàng năm. Kính thưa quý vị và các bạn, mục đích của lễ tạ ơn không phải là để cảm ơn nhau đâu, mà là bày tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, lòng biết ơn đối với đấng tạo hóa, lòng biết ơn đối với trời, trời mưa, trời nắng. Lại trời mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp, lấy nếp thổi sôi, và những ơn lành khác mà chúng ta hưởng được trong đời sống. Biết ơn thì ai cũng biết, nhưng có biết bày tỏ lòng biết ơn của mình một cách cụ thể hay không là một cái biết khác. Cảm giác phản ứng riêng rẽ theo từng giác quan, nhưng tri giác là một phản ứng của toàn thể. Nghe, thấy, ngửi, nếm, rờ chỉ là những động từ mô tả công việc của giác quan. Nhưng nếu đi đôi với chữ biết thì trở thành danh động từ nói lên sự nhận biết qua tri giác. Chữ biết có thể đặt nền tảng trên sự kiện, dữ kiện, có thể đo lường, có thể kiểm chứng dựa trên giá trị vật chất. Nhưng sự nhận biết về giá trị tinh thần, sự nhận biết về giá trị tâm linh thì phải dùng đến chữ tri. Tri đó là tri thức. Tri thức nó dẫn từ ý thức, kiến thức, hiểu biết để mà nhận lãnh một cái chữ tri, để có thể cảm nhận và hiểu biết bằng tấm lòng. Thánh Kinh trong sách Châm Ngôn đoạn 1 câu 7 cho chúng ta một cái chữ tri rõ ràng như thế này: sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức. Làm thế nào để có sự tri thức? Phải kính sợ Đức Chúa Trời hằng hữu. Một trong những linh âm giai điệu mà tôi yêu mến là bài hát Xin Tri Ân. Đây là một bài thánh ca mà Linh Mục Thành Tâm đã thêm chữ xin trước hai chữ tri ân, để nói lên sự hiểu biết, trân trọng, kính mến đối với đối tượng mà mình muốn tỏ lòng biết ơn. Xin tri ân. Chúa con ơi, con biết rằng Ngài đã đến, đến thương con nên sinh ra trên dương trần. Chúa con ơi, con hiểu rồi, Ngài đã chết, chết cho con, chết hy sinh trên thập tự, cho cuộc đời với đi nỗi thương đau, cho khóc than, cho hờn oán sẽ phai tàn. Nguyện xin lời của Chúa Christ Jesus ở đây trong lòng anh chị em, và anh chị em dư dật mọi sự khôn ngoan. Chúa dạy chúng ta rằng hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng
mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh chị em nói hay làm cũng phải nhân danh Chúa Christ Jesus mà làm mọi điều. Nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Ô cảm ơn Chúa, đây là lời chúc phước. Lời chúc phước mà tôi cậy vào ơn thương xót của Chúa để chúc phước cho quý vị. Mùa lễ tạ ơn không chỉ là cơ hội duy nhất để chúng ta ơn Chúa, nhưng cần tạ ơn Chúa mỗi ngày. Mỗi ngày. Vì sự thành tín của Chúa là lớn lắm, và mỗi ngày, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Chúa là lớn lắm. Sự thành tín Chúa bảo đảm cho sự trả lời về lời cầu xin của chúng ta, về lòng thương xót của Chúa. Xin dâng Cha tạo ra muôn loài trái tim chân thành ghi ơn Ngài. Ơn Ngài không bao giờ nhạt phai dù tháng năm đổi thay. Hân hoan ca ngợi Vua trên trời đã ban Giê-xu cho muôn loài. Muôn loài ăn năn về cùng Cha để tội lỗi xưa, tội lỗi của mình được tha. Chúa khiến những kẻ yếu mạnh lên trong Chúa. Chúa khiến những kẻ khó giàu ơn Chúa. Vâng, những kẻ khó được giàu ơn Chúa. Giê-xu yêu thương ngày đêm dìu qua sương mưa, chính chỗ những kẻ khốn cùng được nương náu, những kẻ vỡ lòng được yêu dấu. Trong tay Giê-xu bình an chẳng vương lo âu. Cha ơi, những ơn Chúa ban chúng con ghi sâu. Thank you.